Một ngư dân đang làm nghề trên biển thì bị tai nạn lao động dẫn đến gãy xương, thủng vùng hố chậu phải, mất máu nhiều, đã được tàu cứu nạn SAR-412 đưa về đến Đà Nẵng cấp cứu kịp lúc vào chiều ngày 24 tháng 3 năm 2022. Trước đó, sáng ngày 23 tháng 3, tàu cá của ngư dân Ngô Thanh Phong ở xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi làm nghề trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa thì trên tàu xảy ra tai nạn lao động. Ngư dân Ngô Tấn Lộc, 39 tuổi ở xã Phổ Thạnh bị ngã từ trên cao xuống, đa chấn thương nghiêm trọng, vết thương hở, chảy máu nhiều dẫn đến khó thở, sức khỏe suy yếu, bất tỉnh. Qua chẩn đoán, anh Lộc bị gãy xương, thủng vùng hố chậu phải, mất máu nhiều, nếu không được đưa về bờ kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Sáng cùng ngày, tàu SAR-412 đưa ekip y bác sĩ Trung tâm Cấp cứu thành phố Đà Nẵng đi cứu nạn. Đến khuya cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được tàu, ekip y bác sĩ đã đến cấp cứu tại chỗ để ổn định tình trạng và đưa anh Lộc sang tàu SAR-412 tiếp tục chăm sóc y tế và chạy về bờ. Đến 14 giờ 30 phút chiều ngày 24 tháng 3, anh Ngô Tấn Lộc đã về đến Đà Nẵng.